John Kennedy được xem là vị tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử hơn 200 năm của Hoa Kỳ. Ông không chỉ được người dân Mỹ nhớ đến bởi tài năng và những việc lớn mà ông đã làm cho nước Mỹ, mà còn bởi vẻ bề ngoài dễ mến, điển trai, hào hoa, hấp dẫn, đại diện cho một thế hệ chính khách mới trẻ trung, tài năng và nhân văn. Tuy nhiên, vị tổng thống này lại qua đời vì bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963. Khi đó, John Kennedy mới 46 tuổi và còn 13 tháng nữa mới kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình. Oswald được xác định là người đã ám sát tổng thống Kennedy. Ủy ban Warren kết luận Oswald đã hành động một mình khi ám sát ông Kennedy. Đến đầu tháng 12 năm ngoái, cơ quan tình báo an ninh Phần Lan Supo đã giải mật một hồ sơ 60 năm tuổi kể chi tiết về chuyến thăm bí ẩn của Lee Harvey Oswald, người ám sát tổng thống Mỹ John Kennedy, tới Helsinki trước khi đào tẩu sang Liên Xô năm 1959, tức chỉ hơn 4 năm trước vụ ám sát ông Kennedy vào năm 1963. Một ngày sau khi ông Kennedy bị ám sát, cơ quan tình báo an ninh Phần Lan Supo đã soạn thảo tài liệu về chuyến đi của Oswald đến thủ đô Helsinki của nước này vài năm trước khi y ra tay. Theo Yle News, tài liệu được giải mật sau 60 năm cho thấy Oswald, cựu lính thủy đánh bộ khi đó mới 19 tuổi, đã nhận phòng khách sạn Tony tại Helsinki vào ngày 10 tháng 10 năm 1959. Anh ta dự kiến ở lại 5 đêm, nhưng sau cùng chỉ ở có 2 đêm. Trong đơn xin cấp hộ chiếu, Oswald nói rằng mục đích chuyến đi là để học tập ở Thụy Sĩ hoặc học tại Đại học Turku ở Phần Lan. Tuy nhiên, Yle News cho biết đơn xin nhập học của Oswald vào Đại học Phần Lan đã được chứng minh là giả, làm dấy lên những câu hỏi về động cơ thật sự của thanh niên này. Dù đã có nhiều nỗ lực điều tra, nhưng nhà chức trách Phần Lan không thể phát hiện thêm thông tin về việc đi lại của Oswald tại Helsinki. Một dấu hỏi khác là Oswald đã đến Helsinki từ đâu và bằng phương tiện gì? Cuộc điều tra của Supo trong tài liệu được giải mật cho thấy nhiều khả năng người này đã đi từ Stockholm, Thụy Điển, bằng tàu hoặc máy bay. Ngày 12 tháng 10 năm 1959, Oswald đã đến Đại sứ quán Liên Xô ở Helsinki để xin thị thực đến Liên Xô. Ủy ban Warren sau đó lưu ý rằng đơn xin visa đã được phê duyệt nhanh chóng một cách bất thường. Supo cũng xác nhận rằng Oswald đến Helsinki để chờ xin visa. Sau khi rời khỏi Helsinki, Oswald đến Moscow và bày tỏ mong muốn được cấp quốc tịch Liên Xô. Trong khoảng 2 năm rưỡi sau đó, người này sống ở Liên Xô, chủ yếu là tại Minsk, thủ đô của Belarus ngày nay, và làm thợ điều khiển máy tiện trong một xưởng điện tử. Oswald quay về Mỹ vào hè năm 1962. Sau vụ ám sát năm 1963, chỉ 2 ngày, y bị một chủ hộp đêm tên Jack Ruby bắn chết khi đang được cảnh sát áp giải ra xe để chuyển trại giam. Theo RT, một tập hồ sơ riêng do chính phủ Mỹ công bố hồi năm ngoái có trích dẫn lời của các cựu quan chức tình báo KGB của Liên Xô. Những người khẳng định rằng Oswald chưa từng là điệp viên của KGB và rằng hung thủ ám sát ông Kennedy được coi là kẻ điên và khó đoán trong thời gian ở Liên Xô. Trước đó, ngày 15 tháng 12 năm 2022, chính phủ Mỹ cũng đã công bố 13.000 tài liệu trong hồ sơ mật liên quan đến cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Đây là đợt giải mật thứ hai trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden liên quan đến thảm kịch từng làm rúng động nước Mỹ và thế giới gần 60 năm trước. Vào năm 2021, ông Biden cũng giải mật hơn 1.400 trang hồ sơ liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ tỏ ra bất bình vì những tài liệu này thực chất không mang lại thông tin gì mới nhằm giúp gạt bỏ những thuyết âm mưu liên quan đến vụ ám sát. Hồi năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump bị buộc phải công bố thông tin về vụ ám sát theo một đạo luật được ban hành hồi năm 1992. Ông Trump sau đó đã cho giải mật hơn 53.000 tài liệu, nâng tỷ lệ công bố tài liệu lưu trữ liên quan đến vụ ám sát lên 88%. Giới nghiên cứu cho rằng, việc các tài liệu được giải mật và công bố chậm trễ là nguyên nhân chính khiến nhiều thuyết âm mưu như có tay súng thứ hai đứng sau vụ ám sát vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Ngày 21 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Mỹ John Kennedy cùng đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy và Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson thực hiện hành trình gây quỹ kéo dài 2 ngày tới 5 thành phố của bang Texas. Chuyến đi cũng được coi là nỗ lực nhằm đưa đảng Dân Chủ đang chia rẽ xích lại gần nhau tại một bang rất quan trọng đối với cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Kennedy vào năm 1964. Ông Kennedy được chào đón nồng nhiệt tại hai điểm dừng chân đầu tiên, thành phố San Antonio và Houston, cũng như tại Fort Worth. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 1963, sau khi có bài phát biểu tại bãi đậu xe phía trước khách sạn mà ông lưu trú, Tổng thống Kennedy cùng đoàn tùy tùng đáp chuyến bay ngắn đến sân bay Love Field của Dallas. Sau Dallas, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi dự kiến là Austin. Tại sân bay Love Field, Tổng thống và đệ nhất phu nhân bắt tay giao lưu với một đám đông chào đón họ trước khi bước lên ghế sau của một chiếc xe mùi trần để cùng vợ chồng thống đốc Texas John Connally đến Trademark, điểm dừng tiếp theo trong chuyến đi, nơi ông dự kiến có một bài phát biểu khác. Khoảng 200.000 người đã xếp hàng dài 16 km dọc con đường tới Trademark để được nhìn thấy Tổng thống. Khoảng 12:30, đoàn xe hộ tống rẽ về phía tây nam trên phố Elm và bắt đầu đi qua Dealey Plaza ở vùng rìa trung tâm thành phố Dallas.
khi chiếc xe mui trần chở Tổng thống Kennedy đi qua tòa nhà cao tầng kho lưu trữ sách giáo khoa Texas, nhiều tiếng súng vang lên. Tổng thống Kennedy đã bị trúng đạn. Đoàn xe lập tức lao đến bệnh viện Parkland Memorial gần đó. Những nỗ lực cứu chữa của bác sĩ không đem lại kết quả. Tổng thống Kennedy được xác nhận qua đời vào lúc 13 giờ. Một giờ sau, khi cả nước Mỹ và thế giới bàng hoàng về sự ra đi của Tổng thống Kennedy, màn truy lùng kẻ ám sát diễn ra. Vỏ đạn được tìm thấy gần cửa sổ trên tầng 6 của tòa nhà kho lưu trữ sách giáo khoa Texas nhìn ra quảng trường. Các điều tra viên còn phát hiện một khẩu súng trường cũng trên tầng 6 tòa nhà. Báo cáo cho thấy chỉ có hai người rời khỏi tòa nhà, một người đàn ông ra ngoài để xem đoàn xe hộ tống và bị cảnh sát cấm vào lại bên trong. Người còn lại là Lee Harvey Oswald, nhân viên đã làm việc tại đây khoảng một tháng. Có người đã nhìn thấy Oswald xuất hiện trên tầng 6 khoảng nửa giờ trước khi vụ nổ súng xảy ra. Cảnh sát lập tức phác thảo một bản mô tả về anh ta. Trong lúc đó, Oswald tìm đường về khu trọ nơi anh ta đang ở. Khoảng 15 phút sau khi rời khu nhà trọ, anh ta chạm trán với cảnh sát Dallas, Tippit, người nhận ra Oswald khớp với bản mô tả. Oswald đã sát hại Tippit bằng một khẩu súng lục trước mặt một số nhân chứng và sau đó bước vào nhà hát Texas, nơi anh ta bị cảnh sát bắt lúc 13:50. Phó Tổng thống Johnson lo sợ rằng vụ ám sát Tổng thống Kennedy chỉ là bước đầu tiên trong một chiến dịch lớn hơn của Liên Xô hay những đối thủ khác nhằm gây bất ổn cho chính phủ Mỹ, đã đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực và lên máy bay rời Dallas. Vào 14:38 trước khi cất cánh, với thi hài của Tổng thống Kennedy trên chuyên cơ không lực 1, ông Johnson tuyên bố nhậm chức, phu nhân Jacqueline Kennedy đứng bên cạnh ông. Oswald ban đầu không nhận tội. Sau khi bị giam 2 ngày 2 đêm, Oswald được chuyển từ tòa thị chính Dallas, nơi có trụ sở và nhà tù của Sở Cảnh sát Dallas, đến nhà tù hạt vào sáng 24 tháng 11 năm 1963. Nghi phạm thu hút sự quan tâm của dư luận đến mức sự kiện được phát trực tiếp trên truyền hình. Lúc này, Jack Roby, là chủ quán bar nơi các cảnh sát thường lui tới, đã lẻn vào nhà để xe bên trong tầng hầm tòa thị chính. Tại đây, Ruby đã ra tay với Oswald bằng một khẩu súng ngắn. Ruby sau đó nói rằng anh ta ra tay để giúp phu nhân Jacqueline Kennedy không phải làm chứng tại phiên tòa xét xử Oswald. Oswald được đưa đến bệnh viện Parkland Memorial, song không qua khỏi. Ruby bị xét xử và kết án tử hình vào ngày 14 tháng 3 năm 1964. Tháng 10 năm 1966, tòa phúc thẩm Texas đã đảo ngược bản án, song Ruby đã chết vào ngày 3 tháng 1 năm 1967 trước khi phiên tòa mới có thể diễn ra. Một số người cho rằng Ruby có liên quan tới các nhân vật quyền lực trong giới tội phạm có tổ chức và rằng Ruby sát hại Oswald là một phần của âm mưu lớn hơn liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Kennedy. 3 ngày trước khi xảy ra vụ ám sát Tổng thống, cô Rose Jeremy, là phụ nữ làm việc cho hộp đêm của Ruby, đã bị ném ra khỏi một chiếc xe ở bang Louisiana nhưng vẫn sống sót. Sau đó, cô đã báo với cảnh sát rằng Tổng thống Kennedy sẽ bị ám sát tại thành phố Dallas vào ngày 22 tháng 11. Rose Jeremy cũng cho biết cô đã nhiều lần nhìn thấy Oswald và Ruby gặp nhau tại hộp đêm của Ruby. Ngày 4 tháng 9 năm 1965, người ta nhìn thấy cô tử vong ở giữa một con đường tại bang Texas. Nguyên nhân cái chết được cho là vì tai nạn ô tô. Còn James Coether, một phóng viên của tờ Dallas Times Herald, một trong năm người đã gặp Ruby vào tối 24 tháng 11 năm 1963 và tới thăm ông ta tại nhà tù, thì mất ngày 21 tháng 9 năm 1964. Các nhà điều tra kết luận rằng anh ta tử vong do bị một người nào đó đánh một đòn karate vào cổ họng. Sau cái chết của Tổng thống Kennedy, Ủy ban Warren được thành lập với nhiệm vụ điều tra mọi chi tiết liên quan đến vụ ám sát. Sau khoảng 10 tháng điều tra, dựa trên một báo cáo từ FBI, lời khai của nhân chứng và chuyên gia, cũng như các bằng chứng và kết quả khám nghiệm tử thi, Ủy ban Warren kết luận Oswald đã hành động một mình. Báo cáo 888 trang của Ủy ban Warren cho biết, Oswald đã được rèn luyện kỹ năng bắn súng và trở thành thiện xạ sau quãng thời gian phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Vào ngày ra tay ám sát Tổng thống Kennedy, y đã bắn 3 phát súng, 2 phát trúng Tổng thống Kennedy và 1 phát bắn trượt. Nhiều người lại tỏ ra hoài nghi với những phát hiện này. Họ cho rằng có một tay súng thứ hai ở gò đất trên bãi cỏ tại Dealey Plaza, nơi đoàn xe của Tổng thống Kennedy đang tiến đến. Một số nhân chứng cho rằng họ đã nghe thấy tiếng súng phát ra từ hướng này. Tuy nhiên, Ủy ban Warren khẳng định đây đều là những thông tin không chính xác. Trong 60 năm qua, vẫn chưa rõ tại sao Oswald lại bắn Tổng thống Kennedy, làm dấy lên vô số thuyết âm mưu. Sức hút từ việc tìm hiểu thủ phạm ám sát Tổng thống Kennedy và lý do ám sát được lý giải bằng nhiều thuyết âm mưu vẫn phủ bóng chính trường Mỹ cho đến ngày nay. Một lý do lớn khiến các thuyết âm mưu ám sát Tổng thống Kennedy vẫn tồn tại là không phải tất cả hồ sơ liên quan đến ngày định mệnh đó đều được chính phủ Mỹ công bố. Tất cả hồ sơ liên quan được cho là sẽ công bố vào năm 2017 nhưng đã bị hoãn lại nhiều lần. Ông Larry Sabato, nhà nghiên cứu sâu những hồ sơ đã được giải mật về vụ ám sát cho hay, có hàng trăm trang vẫn còn được liệt vào dạng mật và không rõ tại sao. Tham dẫn lời ông Sabato, người tiến hành nghiên cứu vấn đề trên cùng với các sinh viên của mình tại Đại học Virginia, Mỹ, nói: "Chúng tôi không biết họ che giấu những gì và điều đó nuôi dưỡng những thuyết âm mưu nhiều hơn." Trong nhiều thập niên qua, vụ ám sát đã truyền cảm hứng cho hàng chục cuốn sách và bộ phim,
và nơi xảy ra vụ nổ súng vẫn là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Dallas. Mỗi năm có hàng trăm nghìn người từ khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đến thăm khu Dealey Plaza, nơi Tổng thống Kennedy bị bắn. Vụ ám sát Tổng thống Kennedy được cho là đã thay đổi tiến trình lịch sử, nhưng sự nghi ngờ xung quanh phiên bản chính thức của vụ việc dường như là một phần lý do tại sao vụ ám sát đó tiếp tục ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhiều người Mỹ. Kể từ cuối thập niên 1960 cho đến nay, kết quả của các cuộc thăm dò dư luận luôn cho thấy hầu hết người Mỹ tin rằng thủ phạm Oswald không hành động một mình trong vụ ám sát Tổng thống. Kể từ khi đạo luật thu thập hồ sơ vụ ám sát Tổng thống John Kennedy được ban hành vào năm 1992, chính phủ Mỹ đã giải mật nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, một số chuyên gia về vụ ám sát này cho rằng không có tiết lộ quan trọng nào được tìm thấy từ những tài liệu đó. Ông Nicola Longford, Tổng Giám đốc điều hành bảo tàng tầng 6 tại khu Dealey Plaza thuộc thành phố Dallas, nói: "Không có thông tin mới nào được tiết lộ hoặc phơi bày mà thực sự làm thay đổi cách hiểu của chúng tôi về những gì đã xảy ra." Bảo tàng tầng 6 là bảo tàng chuyên về vụ ám sát Tổng thống Kennedy, nằm trong tòa nhà nơi Oswald bắn ông Kennedy. Ngoài ra, theo CBS, trong năm 2023, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã hoàn tất việc xem xét các hồ sơ mật liên quan vụ ám sát Tổng thống Kennedy và khẳng định 99% số hồ sơ liên quan đã được công bố rộng rãi, nhưng thực tế rằng có những tài liệu vẫn bị giữ lại hoặc biên tập lại đã gây ra sự hoài nghi. CBS viết, vụ ám sát có phải là một vụ sát hại người chưa được giải quyết hay là một hành động đầy bạo lực do một người thực hiện? Người dân Mỹ có thể không bao giờ nhất trí về câu trả lời cuối cùng.